Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn cảnh cờ rất là hay giữa kỳ tiên Hồ Vinh Hoa và đại sư Đạo Thắng Minh. Trận này thì Hồ Vinh Hoa cầm đen thông hậu, còn Đạo Thắng Minh cầm đỏ đi tiên, trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn sẽ thích.
Duyên.将军。将军。将军。将军。Mã 4 tấn 6 chém sĩ. Trên đây thì đại sư Đào Hấn Minh không còn khả năng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.